mặt nó có nổi những cái vôi hóa ha, những cái canxi hóa ở trên bề mặt của cái bánh nhau đó, thường là gặp ở trong những cái thai già tháng hoặc là thai chậm tăng trưởng. Thì một số các kiểm tra của bánh nhau đó sẽ giúp cho các bạn biết được là tình trạng của đứa trẻ cũng như kết cục của thai kỳ này. Alo. Ừ, chị nghe. Ừ, thôi được rồi. Kệ nó đi, ngày mai rồi ghé cô xem lại nha. Ừ, trưa mai rồi không đau bụng gì hết à? Ừ, rồi thôi rồi, rồi rồi ngày mai rồi rồi đến nhá. Rồi, đến 8 giờ là ngậm thuốc 2 viên, ngậm tiếp 2 viên cho cô. Ừ, nhá. Ừ. Thì đấy là một số các trường hợp chúng ta sẽ kiểm tra bánh nhau. Trên thực tế thì khi chúng tôi làm thì nhiều lúc chúng tôi có kinh nghiệm rồi, chúng tôi chỉ kiểm tra nhìn thoáng qua, chúng tôi lật cái mặt ra, chúng tôi mặt của bánh nhau ra, chúng tôi nhìn nó đủ là được. Chúng tôi không có để trên một cái chậu để chúng ta chi tiết kiểm tra, trừ khi có những cái ca bất thường thì chúng tôi mới ngồi chúng tôi kiểm tra một cách chi tiết. Nên các bạn không thấy là cái bước tiến hành kiểm tra bánh nhau một cách cụ thể giống như vừa nãy mô tả. Thế thì hôm nào đó có một cái ca sinh mà các bạn ở đấy thì tôi sẽ lấy một cái bánh nhau ra và tôi chỉ cho các bạn kiểm tra từ đầu đến cuối ha. Kiểm tra xong á thì giao cái bánh nhau ra cho người nhà người ta. Rồi, mời câu hỏi tiếp theo. Được cô, có còn lấy một bệnh nhân nhập viện rồi trong 2 lần 3 khoảng 37 tuần ở trên một cái thì trên đó là tiền sản giật thì có dấu hiệu nặng cái một tuổi 5 năm Nói tiếp đi. thì với cô là cái tình trạng của bệnh nhân lúc nhập viện là cái dấu hiệu đấy chính là bệnh nhân là có thai đau bụng, bệnh nhân là 27 tuổi. Cân nặng là 110 kg và chiều cao là một cái 55, BMI là 45,67 và ra là 101 và tiền sử thì bệnh nhân này có vết mổ phổi là 5 năm. Huyết áp lúc nhập viện là bệnh nhân có trước khi mà nhập viện vùng thì có nhập viện huyện và đấu huyết áp là ở bệnh viện huyện là 160/90 và vừa tiên lượng là 3+ và được chẩn đoán là tiền sản giật này và được xử trí là magnesium phát và nicardipine. Sau đó thì bệnh nhân được chuyển tuyến. Tình trạng bệnh nhân lúc nhập viện đó là bệnh nhân ngày tỉnh táo và niêm hồng phù nhẹ hai chi dưới, phản xạ kháng sinh bình thường, không đau đầu, không chóng mặt, không buồn nôn, không đau bụng. Huyết áp đo lúc đó là 140/90 và thì thai thì 145/1 phút. Tôi gọi cho cô là 1 đến 2 cơn, cuối cùng là mở một sang có phòng và được chẩn đoán là 2 lần 3 phòng 37 tuần cũng dạ thì sẽ được có dấu hiệu nào thêm 1 năm. Thì tôi đã mở là ở bệnh nhân này đối với lại một huyết áp trước khi đi chuyển mổ là một huyết áp em đo được là 120/80 và vừa tiên liệu đo là 5 ca/lít phụ này phía dưới. Siêu âm thì không 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 ghi nhận có bất thường gì, nhưng mà tại sao đối với lại là một cái tiền sản giật chưa có dấu hiệu nào ở bên anh này, tại sao mình không cho theo dõi sinh nhật âm đạo mà lại bộ lấy thai? Có phải tôi cho mọi là có phải là cái yếu tố ngoài cái yếu tố nguy cơ mà bệnh nhân này có vết mổ cũ là 5 năm kèm theo là có một cái BMI 45/67. Như vậy thì nó phải là quyết định để chuyển mũi cho bệnh nhân thay vì thay thay ở trong ám đạo. Có bị là anh em
thì có một cái quyết định để mà chấm dứt thai kỳ, đúng là một tuần này á, thì nó có một cái mong muốn đó, đó chính là tư vấn về mong muốn của người mẹ. Nhưng mà nếu mà trong cái trường hợp là bệnh nhân tư vấn mà người mẹ vẫn mong muốn thì làm đạo thì mình nên giải thích đúng với mọi người. Cái âm thanh của em á, nó bị làm sao vậy Phước? Em có ngồi cạnh cái quạt hay sao mà nghe nó rất là khó luôn Phước ơi. Dạ thưa cô, là em ngồi ở ngoài ngoài quán cho nên hơi ồn. Nãy giờ em nói cô không nghe cô. Nghe nó rất là không liên tục nên là cô đang ngồi lắng nghe đây. Nhưng mà rồi để cô tóm tắt lại em xem thử là những cái thông tin em cô nghe được là có đúng hay không nha. Rồi, thứ nhất bệnh nhân này là có vết mổ cũ 5 năm với một cái BMI rất là lớn, đúng không? Thai được 37 tuần, có dấu hiệu chuyển dạ. Có dấu hiệu chuyển dạ không? Dạ thưa cô, là em thấy chưa thấy có dấu hiệu chuyển dạ cô. Cơn co lúc Chưa. đó thì một cơn trên 10 phút và của tử cung mở một xăng. Rồi, chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Và ở tuyến dưới chẩn đoán là một cái tiền sản giật nặng đúng không, Dạ đúng rồi cô. là với huyết áp ở tuyến dưới là 160 trên 110, protein niệu là 3 gram phải không? Dạ ba cộng với tên là ba cộng. Protein niệu là 3 cộng và có huyết áp tâm thu là 160 đúng không? Dạ đúng rồi cô. Rồi thế thì bây giờ là em mới hỏi là tại sao mà lại không cho bệnh nhân sinh thường, sinh đường dưới mà lại phải chỉ định chấm dứt thai kỳ đi mổ, có phải không? Dạ đúng rồi cô. Rồi nếu như nguyện vọng bệnh nhân này mà muốn sinh thường, sinh đường dưới thì có cho sinh hay không? Đó là câu hỏi thứ hai của em đúng không? Dạ đúng rồi cô. Rồi, thế thì nói như thế này. Cái can này đủ chẩn đoán là tiền sản giật có dấu hiệu nặng hay chưa? Mời Toàn Phước, Phước Toàn hay Phước Toàn Phước. Ca này đã Dạ đủ thưa điều kiện cô để là chẩn đoán là tiền sản giật có dấu hiệu nặng hay chưa? dạ thưa cô là theo em là chưa Em đưa cho theo tôi em những lý do, em cho tôi những lý do ca này chưa có đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán là tiền sản giật nặng. dạ thưa cô, là đầu tiên là huyết áp tâm thu này lớn hơn hoặc bằng 6 nhưng mà chỉ mới đo một lần thôi, bởi vì là theo cái ACOG năm 2013 thì huyết áp này tâm thu này lớn hơn bằng nhưng mà phải được đo hai lần và mỗi lần này cách nhau là 4 giờ, cho nên là về huyết áp thì đo lần sau là xuống còn 140, cho nên là em nghĩ là chưa ghi nhận Nhưng mà được. mình vào đây ấy là họ họ đã dùng hạ áp rồi chưa? Khi lên mình họ dùng hạ áp chưa? Để có dùng đi cả đi đi được rồi. Họ dùng rồi thì em không có cái tiêu chí đó để em nói. À, thứ nhất là khi người ta đã dùng hạ áp rồi thì huyết áp bây giờ nó hạ rồi thì em không thể nói rằng là cái huyết áp này là không phải là tăng huyết áp. Được chưa nào? Thế thì đúng, về mặt lý thuyết em nói đúng rồi. Tuy nhiên đó là nó vẫn có một cái câu khác, nó nói rằng là trong một số trường hợp khi bạn đo được huyết áp lần đầu tiên mà 160 trên trở lên, trong thu trên 160 thì bạn có quyền cân nhắc để điều trị đánh giá nó là một cái tiền sản giật nặng. Bởi vì cái thời gian mà để bạn quyết định để đo lại, cái việc đo lại để bạn khẳng định nó có tăng huyết áp hoặc là tiền sản giật có dấu hiệu nặng hay không thì nó sẽ làm cho diễn biến của bệnh nên nó sẽ nặng hơn đó. Nên ngày xưa là cho phép đo lại và phải chuẩn đoán, nhưng bây giờ nếu như lần đầu tiên bạn tiếp nhận một cái ca như vậy và trên một cái tiền căn có protein niệu như vậy nữa thì người ta đã đủ cái chứng cứ và vẫn cho phép coi như là một cái ca tiền sản giật nặng để chúng ta xử lý, để tránh những cái rủi ro mà cái bệnh lý của tăng huyết áp đó gây ra. Đương nhiên ca này là tăng huyết áp rồi, nhưng mà thực sự huyết áp nó có thể tự điều chỉnh về bình thường ở dưới cái mức
cao đó hay không thì bản thân cái huyết áp đó nó cũng đã có vấn đề rồi ha, nên là người ta mới có một cái hướng dẫn mới như vậy. Đấy là trường hợp người nói nặng hay không nặng. Do vậy lên cái can này nếu như nói rằng là nặng là cũng đủ cơ sở chứ không phải là không. Còn nếu như bạn thận trọng mà bạn nói là tôi cần phải thời gian tôi đo lại sau khi bệnh nhân được nằm nghỉ ngơi thì cái đó không ai cãi bạn được. Nhưng coi chừng bạn sẽ bị chậm trễ trong quá trình bạn quyết định điều trị bệnh nhân. Alo. Nói đi em. Ừ. Không, không. Chị em chị bị làm sao? Ủa chị hồi trưa chị mới gọi đúng không? Chị lên khám đi chị nha. Giờ chị nói về tôi không nhớ nổi đâu. Tại sao nó không hết? Tại sao nó không hết thì mình phải xem lại tại sao. Hay là nó bị hư mất rồi hay là nó thế nào? Rồi xoắn cái gì nữa? Có đem đơn cho em để em biết. Xoắn cái gì? Trambolit à? Rồi trước hết thì chị quay trở lại thấy không đỡ chị quay trở lại và em kiểm tra lại là đỡ có giảm được bao nhiêu phần trăm và chấp nhận được hay không hay là phải tiếp tục tăng liều hay là thế nào đó chị quay trở lại nhé. Chào chị. Dạ. Do vậy nên cái ca này á, thì đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán là tiền sản giật rồi. Nhưng mà bây giờ ý bạn nói là giật nặng hay không nặng đúng không? Thì giờ tôi nói luôn, bạn đang lăn tăn về cái việc là nếu như nặng là bắt buộc chúng ta đi mổ mà không nặng là chúng ta đẻ đúng không? Thì cái ca này nặng hay không nặng thì chúng ta vẫn phải mổ hết. Bởi vì trong chỉ định mổ lấy thai của chúng ta, chỉ định vết mổ cũ cộng với một yếu tố bất thường. Và yếu tố bất thường ở đây là yếu tố có bệnh lý về tiền sản giật. Còn cái BMI đó không phải là chỉ định để mổ. Đối với bệnh nhân này BMI nó lớn như thế, nếu mà đẻ được đường dưới thì là sẽ tốt an toàn hơn cho bệnh nhân. Bởi vì cái cuộc mổ đối với bệnh nhân mà mập như thế này nó rất là khó khăn. Và cái thời gian lành vết thương nó sẽ rất là chậm và nguy cơ nó nhiễm trùng một vết mổ nó rất là cao. Do vậy nên nếu như bệnh nhân này không có vết mổ mà được sinh đường dưới thì bệnh nhân sẽ an toàn hơn rất là nhiều cho cái hậu sự sau đó. Nhưng mà cái ca này chúng ta buộc phải mổ. Thứ nhất về chỉ định chấm dứt thai kỳ là tiền sản giật có dấu hiệu nhẹ thôi, à có dấu hiệu không nặng. Nếu như mà đã đạt được 37 tuần rồi thì người ta đã phải có chỉ định chấm dứt thai kỳ rồi. Đây là nói chấm dứt thôi nha. Chấm dứt bằng phương pháp nào thì chúng ta lại bàn sau. Tức là 37 thai, đủ thai mà có tiền sản giật, không có dấu hiệu nặng. Thì chúng ta phát hiện vào thời điểm dưới 37 tuần, chúng ta sẽ cố gắng kéo đến 37 tuần để chúng ta sẽ kết thúc thai kỳ ở tuần đó. Còn tiền sản giật có dấu hiệu nặng mà chúng ta phát hiện trước tuần thứ 34 thì người ta sẽ có thể trì hoãn nếu như cái việc trì hoãn đó nó không làm nặng thêm tính nguy hiểm của người mẹ và nó không làm nặng thêm cái tình trạng của đứa con thì người ta sẽ trưởng thành phổi và người ta sẽ kéo cái thai này chạm đến 34 tuần để cơ hội trưởng thành phổi của đứa trẻ này lớn hơn. Tuy nhiên, trong quá trình mà mình đợi đến 34 tuần, nếu như một trong hai mẹ và con có cái dấu hiệu không an toàn, người ta sẽ kết thúc thai kỳ đó vào ngay thời điểm đó. Chuyện mổ hay đẻ tính sau lại dựa vào cái điều kiện thực thở tại thời điểm đó được quyết định là cho sinh đường dưới hay là đi mổ lấy thai. Còn nếu như mà thai đủ tháng mà gặp chẩn đoán là tiền sản giật có dấu hiệu nặng thì không có bất cứ một lý do nào để trì hoãn cả nha. Và vết bạn nhân này có một cái vết mổ cũ cộng với một yếu tố bất thường. Yếu tố bất thường đây là bệnh nhân có tiền sản giật là bạn đã đủ tiêu chí để bạn đi mổ lấy thai rồi. Nên trong trường hợp này chúng ta
chỉ định đi mổ lấy thai là đúng đắn. Bệnh nhân này có nguyện vọng xin ngã âm đạo, chúng ta cũng không cho. Không cho xin ngã âm đạo. Mà nếu sinh thì không được phép sinh thường mà là phải sinh bằng phọc xếp nha. Thế thì để cái ca này chúng ta, nếu như trong trường hợp bệnh nhân này mà không có vết mổ cũ mà chúng ta cho sinh đường dưới thì chúng ta phải khởi phát chuyển dạ cho ca này. Mà thời gian ca này phải khởi phát chuyển dạ thì có lẽ phải hơn 24 giờ thì cuộc chuyển dạ nó mới diễn ra được. Mà 24 giờ đó mà trên một cái ca mà có tiền sản giật cộng với một cái vết mổ cũ như vậy thì cái vết mổ cũ có chịu được được hay chưa? Hay là cái cuộc tiền sản giật đó nó sẽ diễn ra một cách khó kiểm soát hơn. Do vậy nên cái ca này thì mình phải mổ là đúng rồi đó. Em Phước nha. Rồi em có thắc mắc gì, em có chất vấn gì lại cái phần nội dung này không? Dạ không. À cái cô mập thịt mập, cái bụng to thịt to đúng không? Mỡ thịt mỡ đúng không? Rồi câu hỏi tiếp theo nào. Mời câu hỏi tiếp theo. Dạ, cô cho hỏi là tại sao là mình dùng corticoid để mà cho cái việc chữa thành phổi và cái mốc giới hạn dưới nó là tầm 23-24 tuần, và mốc giới hạn trên là 34 tuần. Mốc giới hạn dưới em nói lại cho cô nghe không rõ, các bạn ngồi đâu mà cô nghe không rõ tí nào á. Dạ thưa cô, là cái mốc mà sử dụng chữa thành phổi mà tốt nhất cho bệnh nhân là thường tầm nằm ở 24 tuần đến 30 tuần, và cho cô cho em hỏi là tại sao là có mà sử dụng sớm hơn được. Thì người ta thấy đây là việc mà chúng ta sử dụng corticoid là nó sẽ kích thích tạo cái sun phát tăng cho cái phổi. Và sun phát tăng là cái sức làm cho nó sức căng về mặt của cái phế nang ha. Nó làm cho phế nang không bị vỡ ra khi mà khí nó vô. Do vậy những cái thai non tháng thì cái sun phát tăng nó thiếu. Thì khi mà chúng ta sử dụng corticoid thì nó sẽ tăng cái nó tăng tạo ra cái sun phát tăng trên bề mặt của cái phế nang. Và những cái thai á, là người ta khuyến cáo mà nó thấy được cái kết quả rõ rệt nhất khi mà chúng ta trích thử thành phổi là cái thai từ 24 tuần đến 34 tuần. Còn trên 34 tuần thì đa số là cái thai của chúng ta nó đã có thể tự tạo ra gần như là đủ cái sun phát tăng. Tuy nhiên đó là những năm gần đây thì người ta đang có những cái hướng dẫn mới, tức là một những cái trong những cái ca mà xác định sẽ đẻ non trong vòng một tuần tới nhưng mà nó lại dưới 36 tuần nhưng trên 34 tuần mà trước đó chưa có trích trường thành phổi thì người ta vẫn cho phép chúng ta trích trường thành phổi với cái tuần thai trên 34. Còn cái thai dưới 24 thì sao? Dưới 24 tuần thì người ta cũng sẽ cân nhắc trích trường thành phổi trên những cái thai mà được nuôi ở những cái cơ sở y tế có khả năng dưỡng nhi tốt. Ví dụ như ở Mỹ, ở một cái những cái bệnh viện lớn á, người ta nuôi được cả cái thai 22 tuần, 23 tuần. Thì những cái thai này á, là nếu như cơ sở y tế ở đó người ta có khả năng dưỡng nhi với cái tuần thai như thế thì người ta cũng sẽ thảo luận với gia đình là có nên cho phép trích trường thành phổi cho đứa trẻ này hay không. Nếu mà được sự đồng thuận của gia đình, người ta sẽ trích trưởng thành phổi cho cái tuổi thai này luôn. Mà người ta không phải là ở cái mốc dưới là 24 tuần. Mốc dưới 24 tuần là những cái mốc mà người ta đã chứng minh. Người ta đã chứng minh được cái lợi ích rõ rệt trên cái tuần thai đó. Và hầu hết những cái quốc gia mà họ có khả năng dưỡng nhi tốt
thì họ đã có thể nuôi được ở cái tuần thai 24 rồi. Thành ra là cái việc mà chúng ta chích chừng thành phổi ở tuần thai này sẽ không còn bàn cãi nhiều, nhưng mà người ta sẽ bèn bàn cãi nhiều hơn ở cái tuần thai dưới 24 tuần, là từ 22 tuần đó. Thì dưới 24 tuần là từ 22 đến 23 tuần 6 ngày, thì một số cơ sở y tế đó và người ta quyết định có thể là ta nuôi những em bé nhỏ như vậy, thì người ta phải thảo luận với gia đình. Còn nếu như người ta thấy là à, tôi ở đây tôi không thể nuôi một cái em bé nó nhỏ như thế được, và em bé này đẻ ra chắc chắn là em bé nó chết, thì tôi sẽ không chích chừng thành phổi cho những cái ca đó như vậy nữa. Và ngay cả bệnh viện vùng của chúng ta không nuôi được cái thai 24 tuần mà cái ca này cũng không có thời gian hoặc là đủ điều kiện để đi Sài Gòn, thì chúng tôi cũng sẽ không sử dụng corticoid cho cái tuần thai đó, bởi vì chúng tôi xác định rằng chúng tôi không thể nuôi một cái tuần thai nó nhỏ như vậy được, nên là ở đấy cũng sẽ không có cho chích chừng thành phổi với một cái thai 24 tuần nha. Còn cái trên á thì là vẫn được phép chích trong một số trường hợp cụ thể, và chúng ta sẽ cân nhắc lựa chọn và cũng thảo luận với gia đình để chích chừng thành phổi đối với cái thai trên 34 tuần. Còn từ 24 tuần đến 34 tuần thì chúng ta cứ dạy sanh non và xác định sẽ sanh non thì chúng ta sẽ chích thôi. Rồi, mời các bạn khác. Em đặt câu hỏi là có ý kiến gì về cái câu trả lời vừa rồi? Dạ không, không có ý kiến gì của anh cả. Rồi, mời các bạn khác. Thưa cô, cho em hỏi là bệnh nhân sau sinh bị bí tiểu thì mình xử trí như thế nào ạ? Bị bí tiểu. Thế thì bệnh nhân đã vận động để mà đi tiểu chưa, hay là bệnh nhân cứ nằm một chỗ? Dạ có vận động ạ. Có vận động và bí tiểu sau bao lâu người ta chưa đi tiểu được? Dạ lúc em khám là hậu hậu phẫu 15 giờ bệnh nhân chưa đi tiểu được cô. Mà họ mắc tiểu không? Dạ cái đó em chưa hỏi. À, em chưa hỏi. Thứ nhất á, là sau khi 15 tiếng rồi á, có ví dụ như bệnh nhân này á, là nhiều lúc người ta không mắc tiểu các em. Thế thì mình phải xem là người ta mắc tiểu hay chưa. Nhưng mà nếu mà 15 tiếng rồi á, 15 tiếng rồi mà vẫn chưa đi tiểu thì khả năng là bí tiểu. Còn nếu mà lại không mắc tiểu thì chứng tỏ nước tiểu ít quá, thì mình lại phải xem lại là tại sao vậy. Bệnh nhân đã uống đủ nước chưa, hay là liệt cái bàng quang, hay là mất máu quá mà dẫn đến vô niệu, đúng không? Thế thì những trường hợp này á, là các bạn nên kiểm tra cái cầu bàng quang của bệnh nhân. Ha, bệnh nhân là nên kiểm tra cái cầu bàng quang của bệnh nhân để xem thử là có cái cầu bàng quang hay không. Thế thì nếu như có cầu bàng quang nhưng bệnh nhân mắc tiểu, hoặc bệnh nhân không mắc tiểu, bệnh nhân mắc tiểu mà không đi được thì mình lại phải khác. Còn bệnh nhân mà không có cảm giác đi tiểu thì nhiều lúc nó bị liệt ruột, liệt cái bàng quang luôn. Thế thì chúng ta sẽ xem xét là cái cuộc đẻ của bệnh nhân này diễn ra có dễ hay không. Nếu cuộc đẻ mà nó diễn ra kéo dài, hoặc là nó bị phù nề ở cái phần cổ bàng quang thì nó làm cho sưng phù cái cổ bàng quang lên, và cổ bàng quang nó bị chít hẹp đó các bạn. Thì những trường hợp này thì mình sẽ cho bệnh nhân uống các cái thuốc giảm phù nề, hoặc các thuốc mà giãn cái cổ bàng quang ra, hoặc các bạn cho bệnh nhân hơ hơ nóng, hơ nóng, nó họ xông hơ cái cửa mình á, nóng vào cái âm đạo á, thì nó sẽ giãn cái cổ bàng quang ra thì bệnh nhân sẽ đi tiểu được. Hoặc các bạn sẽ lấy một cái tay á, các bạn cho bệnh nhân xoa xoa vào cái vùng bàng quang đó để nó kích thích cái bàng quang, nó gây đi tiểu. Còn trong trường hợp mà bàng quang do quá trình đẻ kéo dài mà nó liệt cái bàng quang, thì trong trường hợp này các bạn đã sau khi đã kích thích bàng quang, hoặc uống thuốc làm giãn cổ bàng quang ra, hoặc là các bạn xông hơi cho nó mở cổ bàng quang ra mà bệnh nhân vẫn không đi tiểu được, thì các bạn buộc phải đặt thông tiểu. Sau đó là dùng các cái thuốc bổ thần kinh á, ví dụ như các vitamin nhóm B, B1, B6, B12 cho bệnh nhân uống, và cho bệnh nhân nghỉ ngơi, cho cái bàng quang nghỉ ngơi 1 ngày hoặc 2 ngày. Sau đó là chúng ta tháo cái thông tiểu ra để tập tiểu cho bệnh nhân. Thì đấy là một số các lý do mà bệnh nhân có thể bí tiểu.
Nhưng mà thông thường thì do liên quan đến cái việc tổn thương cái vùng cổ bàng quang do nó phù nề trong quá trình chuyển dạ kéo dài hoặc rặn đẻ kéo dài ha, hoặc có những cái tạng của bệnh nhân nó là đụng vào cái cơ thể là cái cơ thể nó sưng phù lên, thì những trường hợp đấy nó làm chít hẹp cổ bàng quang thì chúng ta biết và chúng ta cho bệnh nhân là uống cái thuốc giảm phù nề ha, vận động hoặc là massage cái cầu bàng quang, hoặc là cho bệnh nhân hơ để nó giãn cổ bàng quang ra để bệnh nhân đi tiểu được, còn không đi tiểu được thì buộc phải xông tiểu nhá. Rồi có cái câu hỏi nào tiếp theo không? Dạ cô ơi, cho em hỏi khi nào ở bệnh nhân mổ là em đi trong lâm sàng em thấy bệnh nhân có mổ dọc theo đường rốn với lại mổ ngang, cô khi nào mình mổ dọc và khi nào mình mổ ngang ạ? Rồi cảm ơn em. Thế cái em nhìn thấy á là mổ dọc hay mổ ngang nó chỉ là cái mô tả cái đường đi của cái chân da bụng thôi nha. Còn cái quyện mổ lấy thai á thì người ta vẫn mổ ngang. Tức là bên da ngoài em nhìn thấy là mổ dọc dưới rốn, nhưng ở bên trong á, cái tử cung người ta vẫn rạch ngang nha. Nên cái chuyện mà mổ cái da, mổ rạch dọc hay mổ rạch ngang thì thứ nhất nó phụ thuộc vào cái kỹ năng của cái người phẫu thuật viên. Ví như bác sĩ mà mới mổ ấy, người ta xác định người ta lấy thai sợ khó khăn mà người ta chưa quen cái đường ngang thì người ta sẽ đi đường dọc. Còn trong trường hợp các bác sĩ có kinh nghiệm mà tại sao người ta lại chọn cái đường dọc là nó phụ thuộc vào những cái tình huống cấp cứu. Ví dụ có những cái ca sản cấp cứu người ta quyết định phải đi nhanh, tức là người ta rạch bụng phải đi vào thật nhanh, lấy thai thật nhanh, và trong tình huống mà nếu như sau khi lấy thai ra rồi có những thể có tình huống chúng ta phải mở rộng phẫu trường thì cái đường rạch dọc là mở rộng phẫu trường được, còn cái đường rạch ngang thì chúng ta không mở rộng phẫu trường được. Thì cái đó nó phụ thuộc vào cái việc tiên lượng cái ca sản mà chúng ta tiếp nhận để chúng ta quyết định đi đường dọc hay đi đường ngang nha. Thế nếu những cái ca phức tạp mà có thể can thiệp nhiều khoa, hoặc có thể nguy cơ phải cắt tử cung, hoặc là có nguy cơ phải thắt động mạch hạ vị, hoặc có nguy cơ phải can thiệp phức tạp ở trong ổ bụng, thì chắc chắn là phẫu thuật viên phải lựa chọn cái đường rọc rạch dọc ở trên da bụng để đi vào ổ bụng mà không phải rạch ngang. Thì đấy là một số cái lý do tại sao chúng ta phải chọn cái đường rạch dọc chứ không phải ngang. Nhưng có nếu như chỉ vì là cái thao tác đi nhanh mà thì có một số bác sĩ mà người ta mổ cái đường ngang quen rồi á thì thời gian vào bụng của người ta đối với cái đường rạch dọc với rạch ngang thì như nhau, thì người ta cũng trong tình huống cấp cứu người ta vẫn chọn lựa là đi đi ngang thì nó cũng không ảnh hưởng gì đó, nhưng mà họ phải có cái đủ cái lòng tự tin và cái trình độ rồi thì họ mới dám quyết định cái đường đó trong những tình huống cấp cứu. Rồi, mời bạn tiếp theo nào. Dạ thưa cô, cho em hỏi là các bà em thấy các bà mẹ thường sinh mổ lần một là sẽ sinh mổ lần hai, thì điều đấy có phải bắt buộc không cô, hay là trong trường hợp nào thì bà mẹ vẫn có thể sinh thường được ạ cô? Cái câu hỏi này nó sẽ được trả lời tốt nhất nếu như khi bạn học Y6, bạn học cái bài vết mổ cũ á. Nhưng mà các bạn biết như thế này, vết mổ cũ người ta vẫn có thể cho sinh được đường âm đạo nếu như nó đủ những cái điều kiện như sau, ví dụ như là nó đủ cái thời gian ha, tức là bạn bệnh nhân này mổ mà cái thời gian nó được trên 18 tháng rồi đó, đến cái thời điểm mà bệnh nhân đến đẻ đó thì nó trên 18 tháng rồi. Thứ hai nữa là cái thai đợt này nó không có cái yếu tố gì bất thường, ví dụ như nó không quá to, ngôi không bất thường, hoặc bệnh nhân không có dấu hiệu bị vỡ tử cung, ví dụ như đau cái dấu hiệu mà nghi ngờ vỡ nứt mỏng vỡ tử cung, ví dụ bệnh nhân bị đau vết mổ chẳng hạn, hoặc lần mang thai trước mà người ta không có nhiễm trùng vết mổ nha, không có nhiễm trùng vết mổ gì cả, và cái yếu tố chỉ định mổ lấy thai lần trước lần này nó không còn nữa, ví dụ khung chậu hẹp thì bây giờ vẫn hẹp chứ làm sao mở rộng được
Thì làm sao mà cái chỉ định đó lần này thì chắc chắn cũng vẫn phải mổ, nếu như đợt trước mổ vì hẹp thì lần này cũng phải mổ vì hẹp, còn lần trước mổ vì ngồi ngược và lần này nó không ngược nữa, tức là cái yếu tố chỉ định mổ lấy thai lần trước không còn tồn tại nữa và bây giờ nó đủ điều kiện cho sinh nã âm đạo thì chúng ta cũng sẽ cho bệnh nhân sinh nã âm đạo, nhưng sẽ phải can thiệp bằng forceps để hỗ trợ bệnh nhân trong thì sổ thai nha, trong thì rặn đẻ đó thì hai á. Thế thì không phải là bệnh nhân bắt buộc phải mổ. Khi chúng ta quyết định cho sinh đường dưới thì chúng ta phải rạch đầu dòng những cái yếu tố bệnh nhân này được phép cho sinh nã âm đạo, các bạn thấy đủ điều kiện và không có một cái yếu tố không ở trong đó thì chúng ta mới cho bệnh nhân này theo thử thách sinh nã âm đạo, nhưng nguy cơ vỡ tử cung sẽ là từ 0,4 đến 4% cho một ca sinh đường dưới mà có vết mổ cũ. Bạn phải tư vấn và bệnh nhân phải hiểu được cái 4% đó thì chúng ta mới cho bệnh nhân sinh đường đạt. Nhưng mà vết mổ mà từ 2 lần trở lên thì không bao giờ có khái niệm là xin sinh nã âm đạo nha. Vì những ca đó chắc chắn phải mổ lấy thai. Rồi, mời các bạn khác ạ. Có bạn nào hỏi gì nữa không? Nếu mà không có ai hỏi gì hết thì giờ này cũng muộn rồi và chúng ta sẽ kết thúc bài học ngày hôm nay đi ha. Và bữa nào đi lâm sàng các bạn nào mà muốn kiểm tra với nhau thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn kiểm tra với nhau. Rồi, mời các bạn.